Rồi, đây là khủng long bạo chúa màu xanh lá cây nha anh chị các bạn, màu xanh lá cây. Một lóc như thế này nó 12 con. 2 4 6. Chiều dài nó khoảng cỡ 6, 6 x 2. Ý 6 cm, một gân tay là 2 cm. 2 4 6 60 ha, 60 nó khoảng tầm khoảng khoảng 70, 70 cm chị bạn, khoảng 70. Chiều chân lên ha. 2 nó tầm khoảng 30, 30 35 gì đó. Đây là khủng long bạo chúa ha. Màu xanh lá cây. Anh chị và bạn chụp ảnh lại ha. Chụp cái màn hình lại. Sau đó mình truy cập vào những cái trang thương mại điện tử trên mạng á, Shopee, Lazada, Tiki gì đó. Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ gì đó. Rồi anh chị tải hình ảnh lên để cho cái hệ thống Shopee tra nhanh hơn, thì mình sẽ tìm cái sản phẩm này về bán. Mẫu mã nào bán được thì lấy về bán. Còn những hình ảnh này thì mình đã chụp rồi, mình còn không thì anh chị và bạn vào cái trang web trầnsangtoi.com ha. Rồi anh chị và các bạn vào cái danh mục là bong bóng phao, rồi tìm đến cái sản phẩm hình ảnh này, rồi tải hình ảnh đó về. Mình có thể đăng lên những trang thương mại điện tử khác bán. Rồi. Đây là con khủng long bạo chúa màu xanh lá cây ha. Còn một mẫu nữa, đó là mẫu con khủng long này nè. Một tí nữa mình sẽ bơm lên rồi mình quay cho anh chị bạn xem luôn ha. Mẫu này đây, mẫu bìa. Mẫu này ha.